80 km trên một lần và duy trì liên tục trong 25 cây số đầu tiên. Và các bạn đồng bào sống trong đây, các bạn sẽ di chuyển ngẫu nhiên. Chỉ biết là cái kia nó là xe buýt này thôi. Có thể nhận thấy bên tay phải đây, phía trong khu rừng đây là các bạn lưng chim đang Ấn Độ, nhưng mà là con cái và con non, nên là bộ lông của các bạn này sẽ khác với các bạn được. Và chúng ta có thể nhìn thấy là một cá thể lưng chim đang Ấn Độ được không? Và đối với các bạn linh dương hôm nay trong khu vực này thì chỉ có các bạn đực mới bị cắm sừng thôi, vì là các bạn sẽ thay sừng mỗi năm một lần. Và lời bên phía tay trái của khách có thể nhìn thấy đây là những cá thể Nai Samba rất là to lớn. Đối với các bạn này thì sừng sẽ được cấu tạo từ xương rất chẳng lục. Này lên dương. Và chúng ta sẽ chia tay ngôi nhà của các bạn động vật ăn cỏ để tiến vào khu vực tiếp theo, nơi sinh sống của các bạn động vật ăn thịt quỳ lì. Và ngôi nhà đầu tiên mà chúng ta sẽ tham quan đây là nơi sinh sống của các bạn hổ bên cạnh. Và trước khi chúng ta tiến vào ngôi nhà tiếp theo thì chúng ta phải đi qua cánh cổng hai lớp, và cơ chế hoạt động của cánh cổng này là một đóng và một mở. Và cánh cổng này tồn tại ở đây để bảo vệ cho các bạn hôm nay, nếu không các bạn hổ sẽ qua khu vực này và sử dụng một bữa buffet hôm nay hoành tráng luôn. Và quý khách có thể nhìn thấy là một bên cổng mở rồi, nhưng mà bên còn lại vẫn đóng hoàn toàn để đảm bảo cho các bạn sẽ không đi lạc vào khu vực này. Và đối với loài hổ Bengal là loài hổ lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau hổ Siberia, và các bạn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong khu vực này. Thân nhiệt rất là cao nhưng mà chịu nhiệt thì rất là kém, nên là các bạn sẽ thường ẩn nấp, ẩn áo giấu thân mình của mình vào những bụi cỏ, những cành cây để mà hạ thân nhiệt của mình xuống. Và khi chúng ta tiến vào ngôi nhà này thì sẽ cùng em chúng ta tìm kiếm các bạn sinh sống tại đây ạ. Khu vực tiếp theo mới là ngôi nhà của các bạn, đây là điểm giao thoa nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy. Và rồi chúng ta sẽ tiến vào ngôi nhà của các bạn hổ Bengal để khám phá xem ở đây các bạn sinh hoạt như thế nào. Và bên tay trái của khách có một bạn đang di chuyển đây. Hoàn toàn tự nhiên đó, đúng không ạ? Các bạn này sẽ di chuyển rất là thoải mái. Và tại khu vực này đang bảo tồn tổng cộng là 8 cá thể hổ, bao gồm là 5 bạn cái và 3 bạn đực. Và bên tay trái khách có thể nhìn thấy là 2 bạn một cái và 1 đực. Và đối với các bạn đực thì thân hổ thì to lớn hơn, là bộ lông sẵn sàng. Và rồi chúng ta cùng hướng mắt về phía tay phải bên đây để nhìn thấy một bạn hổ đây. Vì bạn này là ngày chụp ảnh và quay phim nên là sẽ quay lên đi như thế này. Wow. Ôi trời. Mặc dù rất là đẹp nhưng mà rất là hại nổi tiếng ha. Đẹp nhỉ? Đi ra luôn kìa. Rồi chắc ăn thịt gà không? Và nói đến các bạn hổ thì các bạn sẽ thường hoạt động chủ yếu vào ban đêm, vì tầm nhìn của các bạn tốt hơn con người gấp là 6 lần. Và vào ban đêm thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn và con mồi của các bạn là sẽ mất cảnh giác hơn. Nhỏ ha. Sau đó chúng ta sẽ chia tay nơi sinh sống của loài hổ Bengal để tiến vào ngôi nhà tiếp theo, nơi mà các bạn gấu đen châu Á đang chờ đợi chúng ta. Có nhân viên trực cổng à? Có nhân viên trực cổng. À, bên phía tay trái của khách có 2 bạn gấu đen nè. Wow.
Anh em bỏ đi đi. Không phải ngủ. Anh em ngủ cái mông ngủ. Ngủ rồi, ngủ rồi. Ngủ rồi. Gấu, gấu. Anh có gì chịu chịu không? Nghe kêu sao em trầm tư vì mối tình ngày hôm qua tỏ tình chắc thất bại đây rồi. Và tại đây thì có tổng cộng là 6 bạn gái cùng nhau sinh sống, và nếu anh chị nào mình có thiếu gấu thì mình có thể tại đây mình cũng chúng ta xin tiến vào ngôi nhà bên trong để quan sát trọn vẹn với các bạn gấu đen châu Á này này. À, và trước xe chúng ta thì cũng có một vài bạn đây. Ở bên bên đây đấy rất là gần xe đây ạ. Tài xế sẽ hỗ trợ chúng ta có thể quan sát thoải mái các bạn này nha. Và mỗi lần khi đi qua đây thì các bác tài là sẽ cấu nạp cho các bạn này những phần ăn như thế này. Nếu không thì sẽ không qua dễ dàng với các bạn này đâu. Ăn mía à? Và mình có thể nhìn thấy là bạn này cũng biết xứ phía là để ăn này. Là cô như một đứa trẻ 3 tuổi. Bạn không ăn cả mỏ đâu, mình có thể nhìn thấy là rất nhiều sắc mía này. Ồ, nó trước kìa, nó trước mía kìa, nhóc chân kìa. Mình có thể nhìn thấy là bạn đang trước mỏ đấy. Ồ, nó khô cực kỳ anh ơi. Trước mỏ luôn nha. Một anh thì thích ngồi ăn, còn một anh thì thích đứng ăn. Cái này nó rồi nè. Cũng mới thiếu quý sơ chừng chỉ đặt ở trước mỏ nha. Cũng mới thiếu quý sơ. À đây một con nữa này. Ba con. Ba con. Yến tụi à? Yến tụi à? Yến tụi. Ôi em béo quá. Chắc cái bóng có thả lòng khi mới quên nha. Em cũng bắt đầu mọc quay à. Chứ này sức sắc mừng nào ta. Sức sắc. Chắc mía không không chín thịt vô cái nào hết trời. Và bên kế bên bác này nó có một bạn này đang ngồi cầm thức ăn của mình, phần ăn của tươi đâu. Còn con chúng ta thì mình bật cái chiếc Cô Mỹ đang kiếm thức của Minh Trọng. Ở tại đây các bạn sẽ được chơi bao gồm là sườn sáng với thịt hụt. Sườn sáng miệng bằng lấy cây theo quần. Và một tuần 3 lần sẽ được chơi bằng ông uống nước dừa. Rất là sản khoái đúng không ạ? Ăn uống ngon lành thì cũng ở đây cũng được mệnh danh là Villa Nhà Gấu. Bạn tới 3 cái hồ bơi để tới. Tôi dùng sức chơi 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 dùng bắt đầu chúng ta sẽ chia tay ngôi nhà các bạn gấu và tạm biệt cái khu rừng mưa nhiệt đới ở phía sau xe chúng ta. Xe chúng ta sẽ di chuyển tới một châu phi hoang dã. Và nhắc tới châu phi thì chúng ta sẽ liên tưởng tới một loài động vật ăn thịt cũng rất nguy hiểm ạ. Sư tử. Ngôi nhà tiếp theo là nơi sinh sống của các bạn sư tử châu phi. À, mình vui lòng rất đẹp lắm chị đẹp nha. Ánh mắt của chị đẹp này sẽ ảnh hưởng tới ánh mắt của các bạn sống trong khu vực này. Xin cảm ơn. À, và cánh cổng mà trước giờ chúng ta đi qua đây nó không tự động đâu. À, có một anh nhân viên điều khiển nó cho chúng ta. Anh ấy trên căn trời và sẵn bên tay phải đây. À, anh cũng là một chuyên viên chăm sóc động vật. Anh sẽ đảm bảo sức khỏe cho các bạn sống trong khu vực này. Và tại đây đang bảo tồn là hai gia đình sư tử. Và đối với loài sư tử thì khác với các bạn hổ, chúng ta vào đây không phải căng mắt để tìm kiếm, thì chỉ cần nhìn thấy một bạn chúng ta có thể nhìn thấy được cả gia đình. Vì các bạn sống theo bài đàn. Và với hai gia đình này thì các bạn sẽ thường xuyên xung đột để tranh giành lãnh thổ, nên là chúng em sẽ sử dụng một hàng rào xung điện chuyên dụng chạy dọc khắp lãnh thổ của các bạn để ngăn chặn hai gia đình này. Và đây, khi các bạn chạm vào hàng rào này sẽ giật mình và lùi lại, không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Và cùng nhau chúng ta sẽ tiến vào ngôi nhà của loài sư tử châu Phi. Và bên tay phải của cách đây là hàng rào xung điện nào. Không quá cao cũng không quá thấp nhưng mà đủ để ngăn chặn hai bạn này, hai gia đình này tác động vật lý với nhau. Và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy những bạn sư tử sống trong khu vực này đây. Và đây cũng là thời gian nghỉ ngơi của các bạn, nên là mình lưu ý không làm ảnh hưởng tới các bạn nhé.
và cùng nhau chúng ta hút mắt về phía tay trái để nhìn thấy một ông chàng nào rất là nằm đó. Con ăn chưa, nằm dơ tháng rồi kìa. Sư tử. Các bạn ở bên tay trái chúng ta thì mới là 3-4 xe. Chạy dít trên đường nếu không chạy thấy không? Chạy dít luôn. Chú em đang chạy đi nó xô sát với nhau đó, chứ nó bị hẹo nhất. À, và quý khách, mình có thể nhìn biết là các bạn xưa tới là bạn nguy hiểm, chứ mà còn một bạn nguy hiểm hơn các bạn này nữa. À, đó chính là các bạn xưa tự cái. Và bên tay phải chúng ta đây là các bạn xưa tự cái đây ạ. Ngủ rồi kìa trời. Và các bạn này thì mình nhìn thấy cũng rất là siêng năng ha. Dành cho mình một ngày là từ 18 tới 20 tiếng đi ngủ là nghỉ ngơi như thế này thôi. 4 tiếng còn lại đó là săn mồi. Và việc săn mồi thì con cái sẽ người đại diện. Và đối với các bạn này, các bạn sẽ sống theo chế độ đam thê, có nghĩa là một ông chồng mà làm bẫy cô vợ. Sướng rồi. À, nghe có vẻ sung sướng, nhưng mà khi vào mùa giông mới thì các anh chàng phải làm việc là từ 20 cho tới 40 lần một ngày. Rồi, chúng ta sẽ chia tay nơi sinh sống của các bạn sư tử. Vì ngôi nhà tiếp theo là ngôi nhà của loài tê giác trắng hai sừng. Tê giác. Và vào năm 2019 thì chúng em rất vui mừng chúng ta sẽ chào đón những cá thể tê giác đầu tiên được sinh ra tại đây. Cũng giống như là tại Việt Nam trong hơn ít nhất là 10 năm. Thì những cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam thì đã tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên rồi. Đó là những cá thể tê giác ra ba một sừng tại vườn quốc gia Nam Cánh Tiên, phía Nam Việt Nam của chúng ta. Tại khu vực này thì đang bảo tồn là 37 cá thể tê giác, bao gồm 24 cá thể trưởng thành và 13 cá thể con non. Tất cả các bạn đều được sinh ra tại đây và có những cái tên Việt Nam rất là đáng yêu ạ. Ví dụ như là cà phê sữa đường đá, đường đá chẳng hạn. Và cùng nhau chúng ta sẽ hướng mắt về phía tay trái để nhìn thấy hai gia đình tê giác gần nhất của chúng ta đây. Với hai bạn tê giác mẹ và ba bạn tê giác con. Và không chỉ những bạn tê giác sống trong khu vực này mà còn bao gồm cả những loài động vật khác. À, chúng ta có thể nhìn thấy đây, cái bên bạn tê giác là loài linh dương đông phi, loài linh dương lớn nhất trên thế giới. À, và cũng có hai bạn tê giác đang nằm nghỉ ngơi tại khu vực này. Ôi, tê giác rồi. Cái con bự là con đực hả? Ôi ơi, rửa dần. Nhiều dữ ta. À, rồi, chúng ta sẽ được quan sát và khám phá nhiều hơn về khu vực này. À, tại đây còn cả những bạn ngựa vằn, chim đà liễu, gà sao và cả những bạn nai nữa. À, rất gần với xe chúng ta đây, bên tay phải đây là bạn ngựa vằn đây ạ. Các bạn này là loài linh dương đông phi. Ở con đực sẽ sở hữu cho mình thân hình to lớn và cặp sừng trắng rất là đặc trưng và sẽ thể hiện rõ hơn ở con đực luôn. Và tại ngôi nhà này quý khách có thể nhìn thấy là rất là ít cỏ tại đây. Thì khu vực này được thiết kế giống như là một châu phi hoang dã vậy. Bên tay trái quý khách cũng có rất nhiều bạn tê giác đang di chuyển rất là thoải mái này. Thân hình rất là to lớn, mặc dù chỉ ăn cây đường thôi nhưng mà nó có thể nặng tới là 3-5 tấn. Đây thì các bạn sẽ được cung cấp loại cỏ ăn nằm, loại cỏ mà các bạn yêu thích nhất ạ. Đà điểu rồi. Sở hữu cho mình thân hình to lớn và cân nặng của các bạn có thể lên tới là 3-5 tấn. Và mỗi ngày các bạn sẽ tiêu thụ cho mình là một bạn trưởng thành là 100 kg cỏ một ngày. Và để cung cấp đủ lượng cỏ cho khu vực này cho tất cả các bạn động vật thì mỗi ngày chúng em sẽ cung cấp là từ 3-4 tấn cỏ. Phía bên tay trái chúng ta có thể nhìn thấy đây là các bạn chim đà điểu, loài chim to lớn trên biển cả. Mặc dù to lớn, trái ngược với thân hình, não của bạn rất bé, chỉ bằng một hạt đậu thôi. Tôi có thể nhìn thấy là mặt của các bạn lúc nào cũng đờ đẫn như thế.
gọi là tê giác đó. Đây luôn tôi. Nhiều thôi. Chú trẻ này. Đoàn xe chúng ta sẽ di chuyển tới một khu vực tiếp theo nữa nè. Và phía trước xe chúng ta đây là các bạn Linh Dương Đông Phi. Mình có thể nhìn thấy tình hình to lớn của mặt trận và nhỏ hơn rồi. Chặn đầu xe luôn kìa. Và một xe chúng ta này, một xe phải nè. Ê, bên này này, bên này này, 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 bên này, bên cửa này. Mọi nhà tiếp theo đang chờ đợi chúng ta là những bạn được mệnh danh là siêu mẫu chân dài của thế giới. Gia đình mình có đón được không ạ? Tại ngôi nhà tiếp theo là nơi sinh sống của các bạn Thu Châu Cổ. Và mình có thể nhìn thấy là ngôi nhà này khác biệt với nơi của các bạn Tây Giác. Thì đây là một thảo nguyên thanh mát. Và trước khi chúng ta gặp mặt các bạn Thu Châu Cổ thì chúng ta có thể điểm qua một vài bạn sống trong khu vực này. Linh Dương. Ở phía bên tay trái chúng ta có thể nhìn thấy đây là các bạn Linh Dương Sia Lạc. Ở các bạn con cái và cầm nào bộ lông nó sẽ nghiêng về màu hạt dẻo. Còn các bạn đực thì bộ lông sẽ màu đen và cầm trường rất là đẹp. Và bên tay phải của khách đây là bạn Linh Dương Đức. Ở loài này thì sao mong muốn là nó sẽ có một cái vòng tròn trắng rất là đặc trưng luôn. Vòng tròn càng to càng tròn thì càng nhiều người yêu. Thôi có thể quan sát rõ hơn với các bạn Linh Dương Đức nè để nhìn thấy cái vòng tròn sáng của các bạn. Thôi rồi chúng ta sẽ được tiếp cận gần hơn với các bạn Hồ Cao Cổ sống trong khu vực này. Và để thuận tiện cho việc ăn uống thì những phần thức ăn của bạn sẽ được treo lên cao như thế để các bạn dễ dàng ăn uống hơn. Siêu mẫu chân dài với cặp chân dài này mấy con mình không thể đếm được chính xác của bạn vì các bạn sẽ hơn rất là nhiều. Chẳng những có các bạn ngoài đây mà tại khu vực bên trong cũng còn rất là nhiều bạn. Và đối với các bạn Hô Cao Cổ thì các bạn sẽ dành phần lớn thời gian trong cuộc đời của mình để đứng ăn đứng, ngủ đứng và sinh sản cũng đứng luôn. Để dịp khác cô ạ, với mẹ đi theo... Con năm khi mà chào đời thì chịu cũng sắp đầu đời khi mà rơi từ độ cao 2m xuống mặt đất. Với chiều cao như vậy mà rơi xuống thì có ngất hơn. Và phải mất là từ 30 phút cho tới 1 tiếng có thể hoàn hồn để dậy được. Và trong quá trình đó thì các bạn mẹ sẽ đạp liên tục vào cơ thể của các bạn để giúp các bạn đứng dậy. Và chúng ta cũng được gặp lại các bạn tựa vàng tại khu vực này đây. Đây là những bạn tựa vàng gặp đó. Hai bên luôn. Và mình có thể nhìn thấy bên tay trái là bạn này là trưởng thành nhất lại đây. Bộ lông rất là sẵn mạnh. Và những bạn tựa vàng cũng được mệnh danh là những siêu mẫu vòng 3 của Safari. Vòng 3 rất là to và tròn, càng đẹp luôn. Và rồi cùng nhau ổn định vị trí, xe chúng ta sẽ bắt đầu xuống dốc. Chẳng những đi tham quan mà cũng được đi tàu lượn nữa. Bên tay trái của khách đây là các bạn bò sừng già châu Phi. Mình có thể nhìn thấy là cặp sừng rất là đặc biệt, to và dài. Wow.
bắn ở dưới đừng có mọc sừng như bò. Không phải sừng. Cấu trúc bên trong sẽ là cấu trúc sống dạng câu học. Mình sẽ có những bài khám chảy vào bên trong giúp cho các bạn điều chỉnh thân thiện của mình. Và nói với các bạn này, một vài lần đầu có trong đây họ rất là cẩn thận. Họ chỉ nuôi để lấy sữa mà chứ không có giết thịt. Và nhà nào sở hữu cho mình một con bò có bộ sừng to và dài sẽ mang lại rất nhiều sức chúc và tình dục. Và xe của các khách thì cũng đang di chuyển từ phần rừng nguyên sinh của vùng rừng quốc gia. Chúng em chỉ đào lại và cải thiện môi trường bên trong, giúp cho các bạn dễ dàng sinh sống và tồn tại. Và bên tay phải quý khách đây là nhà hàng khu cao cổ. Tại đây quý khách có thể nghỉ ngơi chuẩn bữa và tương tác với hình ảnh khu cao cổ bằng những phần ăn 30.000. Tại đây chúng ta có thể tương tác trực tiếp với các bạn khu cao cổ luôn, rút cho các bạn ấy ăn. Thoải mái. Chỗ nãy ngồi ăn nè. Và mình có thể lưu giữ những kỷ niệm của Safari về khu vực này. Mình có thể nhìn thấy là phía bên tay chúng ta có một bạn đang tương tác với những vị khách của mình đây. Rất là đáng yêu, có đúng không? Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyến tham quan của chúng ta. Thay mặt Kimber Safari xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ.